Bây giờ nếu mà ông Mười với gia đình ông Mười xây cho con căn nhà mới, con ở có gạch đồ sạch sẽ rồi, con thích không? Dạ thích. Thiệt không? À ở như vậy. Con muốn cái nào? Con muốn nhà mới. Muốn nhà mới. Con muốn nhà mới dành cho mình ở mô tả. Tội nghiệp nhất là những đứa trẻ, nó không muốn được sinh ra nhưng nó phải sinh ra, nó không muốn nghèo nó cũng phải chấp nhận làm nghèo, và nó cũng không được có một cái tình cha hay là cái tình mẹ. Tôi hy vọng rằng những cái chuyện như thế này nó sẽ không bao giờ được lặp lại một lần nữa với bất cứ một người nào. Nếu mình có khả năng sinh con thì mình phải sinh, và mình nên có trách nhiệm với những đứa trẻ khi nó còn nhỏ, dưới 18 tuổi. Cho nên là đây là cái nỗi đau của những bậc làm cha làm mẹ vô trách nhiệm với con cái của mình. Mà những người bậc làm cha làm mẹ nghe được có thể động tâm quay trở về, ít ra tạo cho con mình có một cái tình thương. Đừng để nó còn nhỏ mà mất cả cha lẫn mẹ. Compared to over here, you know what I mean? We born, you know, we complain we can't go out, go see a movie, go to the mall, buy clothes. But here they don't even complain. Phạm Tấn xin được kính chào các cô chú anh chị. Hiện tại thì Phạm Tấn đang có mặt tại đây là ở An Biên thuộc tỉnh Kiên Giang cả nhà. Hôm nay thì lại cùng đồng hành với Tấn đó là có đại gia đình của chú Mười. Hiện tại thì chú Mười ơi, con chào chú nha, con chào đại gia đình của chú nha. Dạ. Rồi. Hôm nay là chú Mười đưa người Mỹ, người Ý về luôn để đi làm thiện nguyện ở Việt Nam mình luôn hả chú Mười? Dạ đúng rồi, ở đây là con dâu, con rể. Dạ, con rể là ở nước nào chú? Ý nhưng mà nó sống ở Mỹ. Là người Mỹ, người Ý. Dạ, sống và Mỹ. Con dâu thì là người người Mỹ. Người Mỹ luôn hả? Ồ, là đây cả nhà đó. Đâu đó thì cũng có người Việt. Hầu như là con chó của chú là hầu như là nói tiếng Việt rất là ít đúng không chú? Đúng rồi. Tức là mình sanh ở bên đó luôn. Nói tiếng Việt ít thôi, không được nhiều. Dạ. Hôm nay thì quay lại với cái hoàn cảnh mà ba đứa trẻ mà bị cha bỏ đi, rồi mẹ thì đi theo gái. Chú Mười đã xem được cái video đó đúng không chú Mười? Đúng. Cảm nhận của chú Mười cái lúc mà xem được cái video đó thì cảm giác như thế nào chú Mười? Thì chú cảm thấy là rất là tội nghiệp. Và cho nên chú đồng hành với Phạm Tấn xuống đây để thăm cái hoàn cảnh đó. Từ Sài Gòn mà xuống đây thì chú đi từ lúc mấy giờ? 5 giờ. 5 giờ sáng. Mà hiện tại thì cũng đã tầm 2 giờ sáng, 2 giờ chiều rồi cả nhà. Mới xuống tới đây đó. Chắc cả nhà là cũng mệt hết trơn rồi ha chú Mười ha. Nhưng mà cũng cố gắng ha. Dạ. Yeah. Dạ, đây là đại gia đình của chú Mười. Đại gia đình của chú Mười. Chào cả nhà cái này. Dạ. Rồi vậy thì mình bắt đầu mình xuống ghe và mình đi vô cái hoàn cảnh chú Mười ha. Được rồi. Dạ. Đây là cái hoàn cảnh này cả nhà. Dạ. Ồ, cô lên rồi hả? Đó đó chú Mười thấy không? Bởi vậy là mỗi lần đi vậy là cô bỏ chú rồi thấy không? Đó. Ủa cô, con này là con gì cô? Con hến hả? Con hến. Con ngao châu. Cho tôm ăn. Rồi chị đi cẩn thận. Rồi giờ hết trơn rồi. Đi anh. Anh đi. Dạ. Dạ. Cái này là quên. Để đây đi. Dạ được. Để đó con. Rồi. Chọn lắm nha. Đi. Dạ. Hello. Mới vừa bỏ lên quan. Rồi hello. Mới vừa bỏ lên. Chị anh lên rồi. Đi. Đi. Ôi. Đây cả nhà, đây là người. Nhưng mà lớn nó. À, trước cả nhà là một. Chú. Hello. Hello. Dạ. Một bên, ngọn bên nữa đục. Chào chị. Sao vậy? Sao vậy? Đấy hay sao vậy? Đây cả nhà. Mỗi lần mà đi như thế này thì rất là cực luôn. Nhưng mà đại gia đình của chú Mười cũng cố gắng để đi làm thiện nguyện, đưa các con cái, các cháu
rồi những người ở con rể đó là đó, trước mắt cả nhà thì là người Ý đó cả nhà, đó mặc áo đen đấy là cả nhà, còn ở đây thì là người Mỹ đó, là về đây để làm công tác thiện nguyện cho bà con nghèo ở Việt Nam mình cả nhà. Ủa anh nặng quá anh. Chứ là còn bự hồi nãy đi chiếc nhỏ nữa. Không hiểu. Có lẽ là cả đời anh chưa bao giờ anh được đi ghe cũng như là đi thuyền đó cả nhà. Cho nên là với... Ô, từ từ anh, từ từ em lên nữa. Đừng bỏ em, đừng bỏ em. Rồi vui quá cả nhà. Ngồi xuống em. Ủa còn, à không à đúng rồi đúng cái này. Ủa trời ơi còn không không đưa lên luôn đưa. Cái này là của đại gia đình bên kia. Dạ đúng rồi. Rồi em cảm ơn anh nhiều. Anh ngồi chỗ này cũng được hay là anh ngồi đó? Không được, ngồi dưới. Ngồi dưới hết. Ngồi dưới, ngồi dưới. Đó ấy, không được. Ồ, bác ngồi dưới rồi. Em. Rồi rồi tí nữa thì ướt à. Ướt chưa? Coi ướt chưa? Rồi bắt đầu let's go cả nhà ơi. Rồi Tấn cũng ngồi xuống đó cả nhà. Đúng không ngồi. Rồi. Về đây vui không chị? Vui không? Về đây có vui không? Vui ha, vui. Quá vui luôn. Từ từ nha. Chú Mười ngồi xuống đi. Được không? Mỗi lần mà đi về miền sông nước ấy, thì cả nhà cũng biết rồi rất là yên tĩnh luôn. Mỗi lần mà đi thiện nguyện như thế này ấy, cả nhà thì rất là mừng cho những bà con nghèo. Cả nhà có thể là cho Tấn một like, một chia sẻ để lan tỏa tới mọi người và biết tới những người đi làm ăn xa cũng như là gia đình của chúng mình đây. Có thể là về ủng hộ người dân Việt mình đang còn rất là quá nghèo đó nha. Và không quên ơn những người đã đi làm ăn xa thành đạt như gia đình của chú Mười đây. Nhớ về cái cội nguồn của mình đó là Việt Nam. Tuy nhiên thì các con của chú Mười sinh sống và làm việc ở Mỹ, nhưng mà luôn luôn nhớ về cái cội nguồn của mình đó là Việt Nam cả nhà. Cũng rất chân thành cảm ơn đại gia đình của chú Mười rất là nhiều và đã đồng hành cùng với Tấn trong thời gian qua, đã gần một năm rồi cả nhà. Và hiện tại thì gia đình của chú Mười đây tổng cộng là mấy căn nhà và đã giúp đỡ rất là nhiều bà con ở Việt Nam, còn không riêng gì kênh Tấn và tất cả những anh em cung cấp ở Việt Nam. Gia đình của chú Mười đã giúp đỡ rất là nhiều và rất là nhiều tình thương cả nhà đi những hoàn cảnh là thực tế khác sao. Ồ. Vẫn không tin rằng là tại gia đình của chú Mười lại có người Mỹ, người Ý, lại những người con của chú Mười lại trực tiếp là về đây và xây nhà cũng như là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Và từ đây vẫn phải nói là một ý nghĩa cao đẹp. Mới lên đầu qua đây cả nhà.
gần tới rồi. Giờ chị dân ở đây là hầu như là ở nhà tranh, nhà lá không á. Rất là còn rất là nghèo. Rồi chuẩn bị tới nhà rồi cả nhà ơi. Từ ở đầu đường ra đây thì tầm khoảng tầm mấy trăm mét, 300 mét rồi cả nhà. Ủa đâu ta? Nhà bên nào vậy? Đúng rồi nha. Đừng đi riết quên rồi. Dạ. Đây cái ngôi nhà phía trước này cả nhà. À, nằm bên cái dòng sông. Đó các bé kìa đó, nó có đó. Con bé nó đang đứng đó chú mười ơi. Đứng ra chào kìa. Đây. Ô. Vui quá cả nhà. Bị té. Anh người nước Ý bị té. Có kẹo không? Có. Còn cái này để riêng nè. Ở xíu xíu nè anh giữ giúp em với nha. Cái này để riêng để cho hoàn cảnh. Đây. Rồi lên từng người nè. Rất là vui luôn cả nhà, rất là vui luôn, rất là vui luôn. Thật sự thì mỗi lần mà đi làm thiện nguyện như thế này thì những bà con ở nước ngoài, người Mỹ, người Ý đã về tới Việt Nam và đã xây nhà và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại nơi đây cả nhà. Được chưa Huy, dịch cho. Đại gia đình của chú Mười thì Con đi. Anh vô nhà luôn nha, anh vô nhà trò chuyện với chú Mười luôn ha. Dạ, rồi. Rồi đi tới chưa, xong xuôi rồi. Rồi đã lên hết rồi cả nhà. Dạ vậy thì con mời đại gia đình mình vào nhà để trò chuyện với gia đình ạ. Dạ. Thầy chú thấy cái căn nhà phía trước này không chú? Đó. Thấy. À đó con bé nó đang lúc nãy nó ra nó đứng chào mình á chú. Ừ. Thôi nhiều quá ha. Dạ. Rồi mình nhà mình đi. À đây là những cái đồ dùng mà chú mua cần thiết cho gia đình chú ha. Dạ. À, gồm nói chung là rất đầy đủ. Đầy đủ với đồ dùng. Dạ, đầy đủ đồ dùng chú ha. Ừ. Coi như là ủa, chỉ có được cái bạt luôn hả? Cái bạt này là để làm gì? Che che đỡ nó ướt á. À sợ là bị dột hả? Ờ rồi cô cầm cái gì đây nữa? Biết cái gì đâu. À. Tức là nhiều lắm, tức là đồ ở trong này là hầu như đồ ăn đúng không? Ủa anh Tiến sao cái này là nó bị rách vậy? À, mới đi trên xuồng xuống đó. Ủa không phải anh móc hả? Không. Tấn nó giỡn thôi cả nhà. Rồi mình đi vô đây cả nhà. Dạ. Cái nhà thì hơi chật với lại hơi dơ chút xíu. Cô chú thông cảm nha. Dạ. Okay. Dạ. Trời ơi, đi đâu đưa cái mặt ra. Dạ bây giờ thì mình sẽ tiến vô nhà cả nhà. Chỗ ngồi luôn. Dạ, sao không được. Nhà thì dạ. Ở nhà đi. Dạ. Ôi chú chào con nha. Con mấy tuổi? Thôi được rồi, rồi đi vô. Rồi đi vô nè, đi vô đi con. Trời ơi làm lúc hết trơn vậy? Là ăn mì tôm nữa hả? Rồi tối ngày ăn mì tôm nè cả nhà. Tại vì cũng hơi chật chội cả nhà. Rồi ba con vô đứng ở giữa này cho chú nha. Để chú. Đó. Trời ơi. Rồi ăn. Rồi quần áo này cả nhà. Lem lúp hết trơn luôn rồi nè chú. Nè. Rồi sao mà cái tay gì đây? Trời ơi. Được.
Nè cái áo nè. Ồ, chịu anh. Thấy, thấy bé này dễ thương không? Con mấy tuổi? Dạ con 6 tuổi. Con có đi học chưa? Dạ chưa. À. Con năm tới con mới đi học. Dạ. À, mẹ con đâu? Mẹ con đi bỏ con rồi. Sao con bỏ con? Tại vì cha con đập điện thoại của mẹ con mới đi bỏ. Ừ. Mẹ con có quành về thăm con không? Dạ không. Mẹ con đi theo ai? Mẹ con đi theo gái. Ừ, mẹ đi theo gái. Mẹ theo gái. Ừ. Mẹ có về thăm con không? Dạ không. Không, không có hả? Dạ. Ừ. Ai đang nằm ở đây? Ai nằm trong đó? Mà nội con. Mà nội con hả? Mà nội con hả? Mà nội con bệnh gì? Nội con bệnh vú. Vú lâu chưa? Dạ lâu rồi, cũng 2 năm rồi. Ủa sao con rành vậy? Sao con biết? Tại vì con ở với mà nội con mới biết. Vậy hả? Ờ, có kẹo đó. Không, giờ cái kẹo này là giờ cho ai? Cô lột cho con ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện ha. Dạ. Trời dễ thương quá chết. Nói chuyện khôn lắm chú. Bây giờ té kìa con. Ở nè, đó. Thôi, kìa chú chó kìa. Đó. Giờ rồi, cứ... rồi con có muốn mong muốn đi học không? Muốn. Dạ. Cứ... cái nguyện vọng con thích cái gì con muốn cái gì? Dạ con muốn có tiền cho mà nó có hết bệnh. Dạ. Bây giờ chú không cho tiền chú cho kẹo được không? Ừ. Sao vậy? Bây giờ chú có 1.000 chú đưa cho con rồi con đưa cho ông nội hay là con đưa cho bà nội? Đưa cho bà nội. Thế sao không đưa cho ông nội? Ừ. Trời ơi, bà nội bệnh không lấy tiền đâu. Nha, chú đưa cho ông nội nha. Không chịu. Tức là phải đưa, bắt buộc phải đưa cho bà nội. Ủa sao có kẹo ăn mà sao không cho bà nội ta? Ăn mình vậy ta? Sao ăn mình vậy? Trời cái tay nè, trời ơi đừng liếm cái tay con. Bà nội con ăn không được hả? Ờ, sao con biết bà nội con ăn không được? Nhưng mà nội con bệnh. Bà nội con bệnh. Bây giờ cho chú hỏi nè, cho ông Mười hỏi nè. À, mỗi lần mà con chăm sóc bà nội như thế nào con kể cho ông Mười biết được không? Múc nước cho mà nội, con lấy thuốc bỏ vô tủ lạnh cho mà nội. Rồi con múc nước ở tay cho mà nội nữa. Ừ. Rồi con bưng cơm ra cho mà nội nữa, bưng mâm cơm nữa. Ừ. Kìa, bà Mười hỏi. Rồi bây giờ chú nói với lại ông Mười đây, cho con đi qua Mỹ, con chịu không? Sao vậy? Đi qua đó được có áo đẹp này, có ô tô này, có đồ chơi này, có búp bê này. Chịu không? Ở nhà khỏi phải ăn mì tôm, khỏi phải ăn đất. Trời ơi đừng có múc tay con, đất không à. Nè, đất không mà múc tay rồi kìa. Thôi đừng múc con. Thấy thương quá. Rồi hôm qua giờ không ai cột tóc cho hết trơn hả? Giờ mẹ của anh cột tóc cho ha. Dạ. Kêu ở đây là ai? Kêu bằng gì? Kêu bằng... Có lộ không anh? Cô. Cô chứ không phải mẹ hả? Em mới có lực trong đó nghe. Ồ. Thì bây giờ kêu bằng mẹ của anh chịu không? Rồi con thử kêu mẹ của anh coi. Không chịu mẹ. Đúng rồi, sao chịu đâu. Bởi vậy, không biết hết trơn á chị. Không. Ừ. Giờ không biết lượt ở đâu. Kim có mua lượt không vậy? Rồi bữa giờ mẹ con có điện con điện về cho con không? Không. Không có điện hả? Nè cả nhà. Các bé này. Hai đứa kia. Đó. Giống xanh đôi vậy ta? Dạ, xanh đôi chị ạ. Ồ, xanh đôi hả? Dạ, hai bé sau thì xanh đôi. Hai bé này là xanh đôi nè. Đó. Lấy em không cột lên cho cái nó. Nó xanh đôi đó, còn bé lớn này thì 6 tuổi rồi cả nhà. À, hôm nay thì hình như chị cũng mua quần áo đúng không chị? Có. Dạ. Cái. À, mình không ấy thì mình thay đồ cho bé luôn cũng được chị ạ. Ờ, đọc áo chứ để đâu. Dạ. Bé thay bọc áo đã đâu. Ngồi kìa cả nhà. Không chạy ra luôn rồi. Cái nào vừa cho các bé được một ngày tốt đẹp đi cả nhà. Anh coi cái nào vừa của bé. Lên đây cho bà thay cho nè. Mới hao rồi miếng. Lên cho bà thay đầu mới cho kìa. Nhà hơi chậm. Nó mừng á. Mừng. Sao anh thấy anh run quá vậy? Sợ. Hả? Hay làm mì thịt với mừng quá. Hả sợ hả? Sợ gì? Thấy anh
Anh sợ gì? Thấy người cao sang lợi nhiều quá luôn. Đúng không cô? Cái này là đi... Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này là đi san sẻ. Ôi trời, cả nhà thông cảm nha. À, các bé đang thay đồ á. Tấn không có thể nào mà Tấn quay được. Tấn nghĩ là đẹp rồi cả nhà. Chị khỏe không chị? Dạ em đốc cái này lên được không ta? Dạ. Rồi coi cái nào vừa cho nó. Trời ơi, cái mền này cả nhà. Cái mền này coi như là chịu bỏ dưới đất này á. Bự cho em này. Chị khỏe không? Mệt hả? Mệt sao chị? Con vô trong căn đồ. Này cô. Thấy cháu ở ngoài sẵn sóc. Tội nghiệp ba đứa cháu cô ơi. Con nằm một chỗ con thấy ba đứa cháu. Con bất lực lắm. Không có ai sáng sóc hết trơn. Con gái ngồi vậy mà ngồi không được, con đi không được. Giống như mình thấy sao chị? Thấy trong người không có được khỏe hay sao? Cô ăn qua ngủi chị ở chị. Biết nói gì giờ. Để lát ông xã ông cột tay cho chị. Đỡ. Tức là có cái mẹo ha. Chú Mười thì luôn trước giờ thì chứ cũng rất là nhiều người bị bệnh ung thư rồi. Tức là cột tay, chỉ là cột mẹo thôi cả nhà. Cái này là phước chủ may thầy. Giờ có cái chồng. Bất lực ba đứa cháu, đi nghiệp đâu quá. Dạ. Rồi mỗi lần mà mình nằm đây các cháu nó chơi ngoài rồi mình cũng muốn ra với các cháu không? Muốn ra chơi với các cháu hả? Ở đây vùng sông nước nhiều thế này thì không biết là bà nội có lo lắng gì về vấn đề mà của các cháu nó đang chơi ngoài đó không nhỉ? Dạ có. Vừa vừa là bé đi cầu vô trong đó nó sợ bé lọt xuống dưới cầu. Trời ơi, không ai giữ hết trơn hả? Ở kìa vô. Ông nội thì đi làm. Các con ơi vô mát với bà nội nè, có áo đẹp nè. Rồi có khi nào mà giống như là ông nội đi làm rồi mình nằm ở đây mình thấy các cháu ngoài đó chơi có vấn đề gì không chị? Chị cứ nằm một chỗ chị lo lắm. Gắng kêu cháu vô thì nó đau vết thương. Dạ. Mà không kêu được thì... Không kêu được thì sợ bé dọc nước rồi sợ té xuống dưới sông. Cả nhà ấy cảm giác như là giống như mình nằm ở đó mà mình không làm được gì đúng không chị nhỉ? Dạ. Rồi trời ơi, mình không thể nào mà nói những cái chuyện xấu được. Nhưng mà không ai giữ thì chắc chắn là có một cái điều gì đó. Tại các bé nữa nè cả nhà. Dạ. Nó còn quá là nhỏ đi. Nó đâu biết gì đâu. Bé mới có 20 mấy tháng à. Dạ. Rồi hôm nay được đại gia đình của chú Mười tới đây á. À, thăm và giúp đỡ cho mình à, chị à, có muốn nói lời gì với chú Mười không? Mừng quá không biết đường nào nói. Ừ, và hôm nay là có người bên Ý nữa đó. Bên dạ. Ý là người bên Mỹ nữa. Dạ. Về đây đó. Đó. Thì có lẽ là mình cũng chúc sức khỏe tất cả đại gia đình của chú Mười ha. Dạ. Dạ chị cũng cố gắng nha. Tại vì bây giờ chị cũng quá mệt rồi. Dạ. À, chị mà khóc nữa, nói nữa thì nó sẽ rất là đau luôn ha. Dạ. Dạ, thì em sẽ ra đây và trò chuyện với ông nội nha. Dạ, dạ chị nghỉ đi ha. Dạ. Nha. À, dạ. Wow, đẹp rồi, đẹp rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Wow, đẹp rồi. Ôi, giờ đi rửa tay, rửa chân nè. Dạ. Ờ, cả nhà. Dọn dẹp cát đất trước nha. Dạ. Lấy cái bàn để ra. Đi. Lấy cái chiếu mới bỏ vô. Rồi, cả nhà. Bên kia thì đồ ăn, còn bên này thì... Quần của nó thôi. Cái bàn mới bỏ lên. Ủa, đẹp không? Dạ. Đẹp không? Nè, quay lại đây, khoe cho các cô chú anh chị biết nè. Này, cô chú anh chị ơi, con có áo đẹp, tóc đẹp rồi. Ai làm cho vậy? Dạ, đẹp. Ai làm cho? Dạ.
Cô Oanh làm cho hả? Ô biết tên cô Oanh luôn hả? Rồi có đi Mỹ với cô Oanh không? Cô Oanh mang đi Mỹ kìa. Không đi hả? À, đi có đi, cô đi mẹ không? Cô đi mẹ con không? Không đi luôn. Đây chú mười có mua cho đây nè, mua cho con một cái bàn đó để con học đó. Dạ. Mấy cái ghế nó nè, trời ơi, cái chân khập khiễng không ơi chị ơi. Rồi lên ngồi ăn là con. À. Đây thì ở trong này thì cô Mười cũng biết rồi ha. Ở trong này là coi như trời ơi, chị không nổi luôn á cô Mười. Ồ, rửa tay chân rồi, đẹp rồi, sạch rồi. Sạch rồi. Đây bếp nè cả nhà. Đây là cái cô, cái ngôi nhà là coi như là chỗ hết. Ví dụ như mưa ở chỗ đó đó, mưa bên này nè, là quần áo là giống như mình chủ yếu là mình để đó cho nó thấm thôi, thấm nước thôi. Chứ không là nó sẽ rớt rồi xuống, cô đang nằm ở đây, chị đang nằm ở trong này. Đó, rồi cái mùng này cũng vậy, để đây cho nó ngấm vô. Còn ở bên cái giường bên kia thì dỡ cái chiếu lên là biết là nước hiện tại là đang ở dưới đó luôn á. Nước là đang ở dưới cái chiếu luôn á. Ở bên đó đó. Ở bên đầu giường bên chỗ à, đúng rồi. Tức là ở trên này nó sẽ dột xuống thì đó, cái mền đang che bên đó. Dạ. Dạ. Cái này giống gen rồi ha. Hai đứa nhỏ này nè. Hồi xíu. Wow, ngon quá, cho chú ăn miếng với. Không cho bà nội hả? Có mời bà nội ăn không kìa? Hôm nãy có ăn không được. Bà nội ăn không được hả? Bà nội ăn cơm với gì vậy? Nãy có ăn cơm với heo quẹt. Bà nội ăn cơm với nước không hả? Con lấy cái thịt heo quẹt khác đi, nó có xương không à? Bà nội ăn cơm với kho quẹt không hả? Ủa sao không mua thịt cho bà nội ăn? Con không có tiền. Nhét vô lại. Con không có tiền. Đây cô anh làm cho. Nó nhét vô lại. Trời ơi. Còn nữa hả? Còn nữa hả? Nhiều, mua nhiều. Wow, mua nhiều quá vậy. Heo quay, vịt quay. Bên đây cái này là heo quay. Cái này có heo quay nè. Cái này là... Ngon không con? Ngon không? Hồi nhỏ giờ con đã được ăn cái này chưa? Chưa có được ăn hả? Rồi chú cất mấy cái kẹo này đi nha. Không ăn kẹo nữa nha. Con cầm về con cắn đi, cắn. Đây cô ăn bỏ miếng sốt vô kìa. Có giấy không? Không có giấy. Có giấy không? Hồi nãy đưa giấy bên kia hết trơn nè. Có khó lắp hết rồi. Hôm nay thì tới đây chủ yếu là lo cho ba bé trước. À, có một bữa ăn thật là ngon trước đã. Rồi mặc những cái đồ đẹp. Tại hồi nhỏ giờ có lẽ là chưa được mặc đúng không nổi. Có tên nó có quét. Ngon chưa? Con xem. Giờ té đó con. Té đó. Vì nhỏ này lắp cháu cưng nhỏ lớn. Ngon không? Con ăn ngon không? Kìa ông Mười hỏi con ăn ngon không? Ngon. Ngon. Ngon không? Rồi, ông Mười hỏi cháu ít câu đi. Cho vui đi. Bây giờ con ăn xong nè, 11 rồi con lâu cái miệng mới được. Lão cổ. Nói tên gì? Con tên gì con giới thiệu cho ông Mười biết đi. Là Lê Thị Nhã Hằng. Anh hả? Lê Thị Nhã Hằng. Nhã Hằng hả? Nhã Hằng, Lê Thị Nhã Hằng. Nhã Hằng hả? Con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ con 6 tuổi. Ừ. Em con em con hả? Em con 2 tuổi. 2 tuổi hả? Này mấy tuổi? Dạ, 2 tuổi luôn. Sao giống nhau 2 tuổi hết vậy? Dạ, tại vì kem hút. Sao? Kem hút. Kim hút. Kim hút là cái gì? À, kim hút. Là hai đứa luôn à? Một đứa kim, một đứa hút. Út hay là hút? Hút. Phúc, à, kim phúc.
Rồi sao Kim một cái Phúc. Tên đẹp vậy mà. Rồi chị có ăn cơm với lại là kho quẹt với gì chị nhỉ? Nước gì? À, ăn cơm với nước với là kho quẹt hả? Ông nội cho đi. Vô ăn miếng đi. Trời này cái sao mà lem lét hết trơn vậy? Dạ đi là. Hả? Đi làm đi là. Bây giờ về anh ngồi chơi anh ngồi ăn với mấy nhỏ đi. Tự nhiên. Tại sao có dép mới là đưa chân lên vậy đó hả? Đưa chân lên kìa. Đưa chân lên. Mua khích luôn hả chị? Ừ, còn đo nó đâu rồi? Còn đo nó chưa? Này của con nè. Đâu biết thằng đâu. Nè, mang vô. Ba đưa cái tẹp xe. Đưa đây, đưa. Được ông 10 mang dép cho cả nhà. Được ông 10 mang dép rồi. Con, mai Gia Hân, mai mốt là con đi ra ngoài con phải mang dép nha. Dạ. Nghe không? Chứ không được tháo ra như bây giờ nữa nha. Dạ. Biết quanh mua nhiều không quanh? Chị chưa anh mua nhiều không? Đồ gì? Mua đồ á? Quần áo đây nè. À, nhiều lắm hả? Nhiều, khoảng 10 bộ. Khoảng 10 bộ đó ha. Ừ. À, dạ. Đâu rồi? Ồ, vậy là đây. Cũng ổn lắm rồi đó. Đây. Dạ. Bây giờ ông 10 hỏi con nè. Cái size nó size gì? Ông 10 hỏi con chút nha. Hơi giọng. Anh ăn đi anh. Dạ. Anh ăn đi. Chị, bé xí tay chấp. Chị ăn. Chị, chị ăn đi. Ước nguyện của con là muốn cái gì? Ước nguyện của con đó. Con có tiền để con gả cho mà nội con hết bệnh. Con nhỏ quá con làm gì có tiền để mà cho mà nội. Ông nội con đi làm mới có tiền. Vậy hả? Dạ. Bây giờ nếu mà ông 10 với gia đình ông 10 xây cho con căn nhà mới, con ở có gạch đồ sạch sẽ rồi con thích không? Dạ thích. Thiệt không? À ở như vậy. Con muốn cái nào? Con muốn nhà mới. Muốn nhà mới. Con muốn nhà mới dành cho mình ở mua tè. À. Mình giờ ông 10 đưa tiền con ở nhà cũ. Ông 10 không xây nhà mới cho con. Con chịu không? Chịu. Chịu không? Rồi lấy tiền chứ không lấy nhà mới phải không? Con lấy nhà mới. Lấy nhà mới hả? Ok rồi để ông 10 nói chuyện rồi có gì. Thôi con ăn đi nha. Tụi con ăn đi con. Có đất cây không? Rồi cho chú mượn cái này nha. Dạ. Ừ, dễ thương quá. Hai bé theo thì chưa biết nói chuyện. Ở đây thì đất đai của mình như thế nào anh nhỉ? Dạ mẹ quá cho. Ở dưới này chạy về lên. Dạ. Tức là lần video lần trước á, thì anh có nói là cho phía bên kia đúng không? Dạ cho dài lên như là con nào cũng có phần. À, tức là từ đây qua bên kia hả? Yeah. Chứ còn mé sông này là không có thể nào mà xây được đâu. Dạ. Yeah. Dạ. Tức là ở phía sau lưng này chú mời nè. Dạ. Chú cứ tham quan. Chị Thư cho món quà là bảo đảm bé thất liền. À chị Thư đâu? Chị Thư đâu rồi? Ngoài kìa. Chị Thư ơi, vô trao quà cho bé đi chị Thư. Cái xe đạp bự để mà. Ồ xe đạp bự hả? Ồ có xe đạp kìa. Thích không? Thích xe đạp không? Ô, ra đây coi, đi, chạy ra con, chạy ra. Mình quay chút xíu nữa, mình vô mình làm để cho vui với mấy đứa bé, để cho khán giả người ta biết bây giờ thì đã rất là đẹp rồi cả nhà. Mời được. Ô nè, anh gửi ý, anh đã đợi cho bé nè cả nhà. Tức là sợ. Ôi ôi ôi. Đây cả nhà, có xe mới rồi. Cái này cảm ơn dì Thư đi. Dì Thư anh Hải đi. Con cảm ơn dì Thư ông Hải với ông giờ ông Hải luôn rồi kìa. Thư ơi. Thư. Bơm cái này mà không bơm này. Lại
Thư. Qua đây Thư. À, tức là ở đây là Thư mua hết trơn hả? À, đó, có xe mới rồi. Rồi, con em ra luôn rồi cả nhà. Ngồi lên, ngồi lên. Rồi đi từ từ nha. Cậu ơi, ôm luôn. Ôm luôn. Ôm luôn á. Rớt dép rồi. Kiểu hồi nhỏ nhờ các bé không có đi dép á chị, cho nên là em không có quen, không có quen đi dép. Ôm vô. Cầm 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 cái bánh mì để thử đập. Rồi đi nào. Lát vô ăn tiếp nha. Hạnh phúc quá cả nhà. Sao mà rung vậy con? Tin tin. Ồ sướng quá. Ồ sướng quá. Rồi mình đi thử vậy thôi nha. Anh Tiến sao ngồi đó anh Tiến? Dễ thương ha. Anh Tiến lại đây cho em ý kiến anh trước khi anh vô gia đình này thì cái cảm nghĩ của anh như thế nào anh? Có thể nói đây là một trong những cái gia đình mà khó khăn nhất mà mình đã từng đi. Vì chỉ có một lao động chính mà phải nuôi tới 3 đứa nhỏ và một người vợ bị bệnh. Còn 2 người con còn rất là bé nhỏ đang đi học, đang đi chơi ở bên kia nữa. Oh my god, có nghĩa là tới 5 miệng ăn mà một lao động mà không có khả năng coi như là 7 miệng ăn anh. 7 miệng ăn. Thì đây là một hoàn cảnh rất là đáng thương, đặc biệt là những đứa nhỏ không được đi học, thiếu cơm, không có điều kiện sống. Thì mình thấy rất là xúc động. Cho nên là mình sẽ cố gắng về nói chuyện với gia đình để tạo một cái mái ấm, một cái căn nhà cho nó đàng hoàng chút xíu để cho mấy đứa nhỏ có nơi che mưa che nắng và tạo điều kiện cho nó được đến trường thay đổi, chứ không thể sống trong cái làng quê như vậy để rồi cuộc đời của nó sẽ khổ đau mãi trên này. Thì tôi chỉ có vài lời chân thành như vậy và hy vọng rằng những hoàn cảnh như thế này được Phạm Tấn hoặc là những YouTuber có tâm tiếp xúc và giúp đỡ cho người ta để có cái cảnh đời này nó thoát khỏi cái nghèo, ít ra thoát khỏi cái khổ để cuộc đời được may mắn trong tương lai. Đây là những lời mà mình suy nghĩ sau này. Em cảm ơn anh rất nhiều nha. Cái lời này là thật sự là phải nói là quá để mà trân trọng. Tại vì thật sự là ở Việt Nam còn rất là nhiều người nghèo nữa. Nhưng mà hồi trước cái giờ là em vẫn chưa có bao giờ mà em đi những hoàn cảnh nghèo như thế này. Bây giờ một mình anh, một mình ông nội đi làm một ngày 200, 300 gì đó mà về nuôi tới 7, 8 miệng ăn ở trong gia đình mà bây giờ thì bị bệnh, tức là bác sĩ đã về rồi. Còn các bé thì không ai giữ mà xung quanh ở đây thì anh sông nước. Mà các bé còn quá nhỏ, nó đâu biết gì đâu. Rồi không có ai giữ. Đó. Hết sức là thấy cái cảnh hết sức là đau lòng. Có những người ăn ở bên, có những người một miếng cũng không có, ngồi dưới đất lụm mì gói ăn mà con nít, thì là làm cho mình rất là xúc động. Cho nên là mình hy vọng rằng những cái hình ảnh ngày hôm nay được gửi đến nhiều người Việt có tâm trên toàn thế giới góp chút bàn tay giúp đỡ những cái hoàn cảnh neo đơn khó khăn như thế này để người ta có được cái điều kiện sống tốt hơn. Thì đó là một điều gọi là thiện nguyện tốt nhất. Trong cái khi mà mình tới vừa tới nhà thì những cái mà đập vào mắt anh đó là các bé nó đang lên, tức là giống như là đang ở dơ đó, giống như là lem lép hết trơn vậy đó, rồi ăn mì tôm rồi ăn. Tuy nhiên thì ông nội đi làm chưa có về thì các bé lấy ra ăn như vậy. Còn ông nội về thì ông nội cũng phải lo thôi. Nhưng mà hơi muộn một chút xíu. Giờ nãy giờ mình nói cái hoàn cảnh này tội nghiệp nhất là những đứa trẻ. Nó không muốn được sinh ra, nhưng nó phải sinh ra. Nó không muốn nghèo, nó cũng phải chấp nhận hoàn cảnh nghèo. Và nó cũng không được có một cái tình cha hay là cái tình mẹ. Tôi hy vọng rằng những cái chuyện như thế này nó sẽ không bao giờ được lặp lại một lần nữa với bất cứ một người nào. Nếu mình có khả năng sinh con thì mình hãy sinh, và mình nên có trách nhiệm với những đứa trẻ khi nó còn nhỏ.
dưới 18 tuổi. Cho nên là đây là cái nỗi đau của những bậc làm cha làm mẹ vô trách nhiệm với con cái của mình. Nghèo thì không có lỗi, nhưng mà cái trách nhiệm của mình tạo ra mà mình không lo, đó là cái lỗi của bậc làm cha làm mẹ. Tôi hy vọng rằng cái video này mà những người bậc làm cha làm mẹ nghe được có thể động tâm quay trở về, ít ra tạo cho con mình có một cái tình thương, đừng để nó còn nhỏ mà mất cả cha lẫn mẹ. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc và tội nghiệp cho những đứa nhỏ. Thưa Phạm Tấn, thì cái video trước em cũng có nói một câu là đã tạo ra đừng có tạo ra, chứ đã tạo ra là mình phải có một cái trách nhiệm nào đó. Chứ còn tạo ra mà không có một cái trách nhiệm mà để các bé mà phải bơ vơ một cái nơi mà nơi này thì cả nhà cũng biết rồi, rất là nguy hiểm. Vùng sông nước các bé là còn quá nhỏ để nó nhận thức được rằng là ở đây là nguy hiểm đó. Rồi bây giờ thì hiện tại á, là bà nội đang bệnh rất là nặng, thời kỳ cuối, và bác sĩ đã trải về. Thì hôm nay đại gia đình của anh tới đây, em cũng cảm ơn anh đã nhận xét về cái hoàn cảnh này cũng như là thực tế để mình xuống đây tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn. Thì em đi đâu thì em cũng quay, có sao thì em quay vậy, có sao thì em nói vậy. Không biết là quý khán giả ở trên kênh nhé, có buồn gì về Tấn hay không, thì cái đó thì mình cũng để lại một phần bình luận. Và ở đây thì đại gia đình của chúng mình đã tới đây rồi, thì cả nhà cũng đừng có lo lắng về những cái sức khỏe hay là cái gì của gia đình bé nữa nha cả nhà. Dạ. Lời chia sẻ với cộng đồng mạng là những hoàn cảnh như thế này không phải là chỉ có duy nhất, nhưng mà chưa ai ghi hình và cũng chưa ai nói lên những cái lời chân thành. Làm mà không có trách nhiệm, tình yêu mà không có suy nghĩ tới tương lai, thì những hoàn cảnh như này sẽ còn mãi mãi rất là nhiều. Tôi hy vọng rằng tất cả những người mà trưởng thành mà muốn lập gia đình, kết hôn, làm cha làm mẹ, trước tiên chúng ta phải nghĩ về con của mình trước. Đừng để những hoàn cảnh như thế này nó được sinh ra rồi nó sẽ trở thành những gánh nặng của xã hội, rồi nó không có học thức, rồi nó suy nghĩ tiêu cực, thì đất nước chúng ta không bao giờ phát triển được. Cho nên là những hoàn cảnh như thế này là tiêu biểu cho nhiều hoàn cảnh khác ở vùng sâu, vùng xa, sông nước miền Tây. Tôi sẽ cố gắng cùng với một số người bạn và gia đình để giúp đỡ cho cái hoàn cảnh này có một cái mái ấm tình thương, một cái nơi che nắng, che mưa cho các bé. Và hy vọng rằng sẽ có nhiều người khác chung tay đóng góp giúp cho bé được đến trường để có một cái tương lai sáng lạn. Em thì tin nói tiếng Anh không có rõ, anh có thể là phiên dịch giúp em được không? Cái anh người Ý này, tức là anh cảm nhận được cái gì ở trong cái gia đình này và ở Việt Nam thì có những cái hoàn cảnh như thế này đấy. Anh hai người có thể là giúp em được không? He want to tell you about what you're feeling when you're coming here and what do you think about the kid and do you have any comment or any help for some people to understand, like our country still have a lot of like hate like this. So just tell your idea, what do you think about? I don't know. When you see stuff like this, it's really, really heartbreaking, you know? Because when we grow up, even when we grow up in America poor, we're still rich compared to over here. You know what I mean? We born, you know, we complain, we can't go out, go see a movie, go to the mall, buy clothes. But here they don't even complain. They can't even have food to eat for 2 days straight, you know. That's the kind of stuff. So, you know, if people see this, they should think about, you know, helping out a little bit. It don't cost you anything, you know. A couple dollars here and there, but it'll change somebody's life, you know what I mean? That's my thought. That's why. You know, the kid, they innocent. They born like this, you know. So they don't want to be like this, but they don't know anything else. So that's why. Before we come in here, we don't
really recognize we have the family like this, with mm-hmm. the kids like this, mm-hmm. and the house like this. So mm-hmm. I feel so bad. Yeah. I feel, you know. That's why, you know, I come here, try to help as much as I can. Yep. We lucky. You know, we have a lot more than regular people. We can help people like this, change their life, you know, make their life a little bit better. Do you think we should say something for the people like they get married, but they don't think about the kid in the future? Well, I mean, that's everywhere though, even America, man. You have to deal with that stuff in America. So many people have kids, they can't take care of it. You know, government take care of it, but that difference, see, in America, the government can help take care of the kids. Over here, who gonna help take care? There's no government here help you, you know? They don't care how you live like this, or how you don't have a bathroom to use, no toilet, you know? No government around here care. That's why people like us, if we can, try to help out as much as you can, you know? You try to help one family, you change their life, you know? Ý của Tony nói là mình rất là may mắn được sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ. Mình không có hình dung ra cái cuộc sống của một cái nơi nghèo khổ như thế này với những đứa trẻ như thế này. Thì đại khái là những đứa trẻ bên Mỹ, thí dụ như cảm thấy là feel bad, là không có được đi coi phim, đi ăn, đi giải trí, là mình đã cảm thấy khó chịu, feel bad là khó chịu. Bây giờ về đây thăm cái hoàn cảnh như thế này, những đứa trẻ họ thậm chí không có đồ ăn trong vòng 2 ngày, thậm chí phải ăn mì gói dưới đất. Rất là xúc động. Những bậc làm cha làm mẹ thật sự ở Mỹ cũng vậy, và ở Việt Nam cũng vậy. Có những người rất là vô tâm với con của mình. Cho nên là anh ấy nói sẽ cố gắng có thể giúp được những gì anh ấy có thể làm. Là giúp cho. Anh này là người Ý, là con rể của chú Mười, là muốn giúp luôn hả? Thì đúng rồi. Anh nói anh có thể làm được cái gì có thể để có thể giúp thì anh sẽ làm. Mừng quá. Đó là những gì anh nói. Chưa bao giờ mà một người có thể là nước ngoài mà về tới Việt Nam mình mà về trực tiếp những cái hoàn cảnh như thế này luôn đó cả nhà. Dạ. Dạ. Hôm nay đây show chú làm những gì làm được thì chú đã làm. Thì chung tiến hành trị cái bệnh xong rồi. Trị bệnh là lúc nãy giờ là xong rồi phải không? Xong rồi. Dạ. Thì bây giờ kết quả thôi. Bên xui chúng không biết nữa. Dạ. Chờ kêu anh ấy già thôi. Dạ. Cái chuyện này mình không biết được. Dạ. Bệnh đó thì mình thấy có hai lần mình làm có kết quả tốt. Dạ. Thì cái hoàn cảnh này mình thấy vậy, mình hy vọng bị lâu quá rồi. Dạ. 3 năm rồi. Bây giờ mới nó thì có thể giống như nó lỡ loét hết trơn rồi đúng không chú? Hy vọng thôi. Dạ. Còn cái vấn đề mà nhà cửa thì chú có liên kết được với okay. với lại người nhà không nhỉ? Rồi bây giờ về tới nhà cửa thì